Nay có hai đại ca cháu mới từ trại ngục lý về, muốn cắt quả đầu chiến tiến để gặp ba mẹ. 5 năm rồi không gặp. 5 năm rồi không gặp à? Thế bảo hai đại ca cháu ngồi đây, chú cắt xong rồi chú cắt cho hai đại ca cháu. Hai thằng này tao ngồi đây, hai chúng mày tuổi gì cắt với đại ca tao, đi ra ngoài. Đang cắt anh. Nó đang cắt đèn trước mà ông cháu. Tuổi gì đi ra? Nó đèn trước mà ông cháu. Kệ chúng nó, đại ca của cháu còn hơn thì chúng mày bọn này tuổi gì? Đi ra ngoài. Thôi thôi để hai ông cháu ra ngoài. Thôi chịu chú. Đi ra chịu chú. Chịu cái gì? Mày về đấy. Mang về. Thôi lên mời hai đại ca đi ngồi đây cắt vậy. Thế ông cháu mới ở trại về à? Đúng rồi ông chú ơi. Ông cháu để cắt tóc kiểu gì? Ông chú quả đầu nó đẹp tí chỉn chu ấy cho về gặp ba má phát nuôi rồi 5 năm không gặp rồi. À về vừa đặc xá chạy về à? Nay chạy đặc xá về. Ok được rồi, làm quả lê ô bung ông cháu nhá. Uầy, được ông chú ơi. Chiến luôn nhá. Chiến luôn chú. Ok. Thế còn ông cháu này cắt kiểu gì? Hay sang ông cháu này luôn, hai thằng mới ở trại về thì ưu tiên cắt trước đi. Hai ông cháu cắt tóc kiểu gì? Chú các cháu ở giọt lắng bên thềm cho nó rực rỡ làm lại cuộc đời phát. Ok, vào việc luôn nhá. Chiến luôn nhá. Ok, rồi. Dậy đi hai ông cháu ơi, xong đấy. Quả đầu gã răng được đặc xá về thăm ba má của cháu đâu chú nhở? Đấy, quả đầu gã răng hồ đấy về thăm ba má của hai ông cháu đấy được không? Ui, đúng chuẩn răng xã hội luôn rồi chú ơi. Chuẩn chú luôn nhá. Ơi, cảm ơn chú nhá. Ôi, bọn cháu về nhá. Ok, được rồi nhá. Ở đây không trả chú tiền à? Ờ. Tôi vừa đi tù về, ông chú đòi tiền như nào ấy. Làm gì có tiền. Làm gì có tiền đâu. Thôi, mấy hôm nữa trả được không chú? Không được đâu. Không được, xét quán luôn. Thôi, mấy ông cháu. Mày đuổi mắt cả hai thằng khách kia của chú rồi, nó bỏ về rồi. Ê, ông chú cháu tí lộ phí về thăm ba má chứ nhở? Là còn xin tiền nữa rồi làm gì có tiền không? Không có. Không có, chú làm gì có tiền đâu. Thôi. À, yêu ơi. Thôi, cháu về nhá. Mấy ông qua làm xem nhá. Mấy ông làm ăn được về trả chú tiền nhá. Ok, chú ơi. Đuổi cả khách mình về được, không trả tiền nữa.